Xin chào tất cả các anh em, hôm nay mình sẽ đi đến con Sony Walkman. Và cái dòng này là dòng sport, tức là cái dòng thể thao, nên thiết kế cái này rất là hầm hố. Và cái màu xanh nè, anh em thấy ghiền không? Rất là đẹp. Và bên trong thì chúng ta sẽ thấy cái phần trong suốt của hai viền pin luôn. Là khi chúng ta mở ra, cái dòng này dòng có thể kháng nước được luôn nha, chúng ta có thể đi mưa được. Đó. Cái miếng này là miếng kim loại nè, anh em sẽ ngạc nhiên khi mà bật cái nó ra, tại vì nó rất là nặng, kim loại đặc luôn á. Và chúng ta sẽ mở ra và thằng này sử dụng hai viên pin. Mình bật ra vậy, đây là sử dụng hai viên pin ha. Rồi, mà anh em nghe thử cái phần chất âm của nó. Mình lay ở bên ngoài trước đi. Này chúng ta sẽ có một cái nút nhỏ để gạt qua băng normal và băng metal. Này mình đảo chiều nè. Đó, gạt qua đây là đảo chiều. Cầm nắm rất là trải nghiệm, rất là sướng. Phần sau nè, nó tăng âm lượng cái phần bass lên. Yêu nhau nhiều hơn ta từng yêu.